Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Gia hạn mượn Sancho, Arsenal tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Stuttgart. Nacho có thể chuyển đến MLS. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Man United quyết nổ bom tấn Crystal Palace. Michel Olise là cầu thủ tấn công rất nổi bật của Crystal Palace. Anh đến Selhurst Park vào năm 2021 với giá chỉ khoảng 15 triệu bảng. Cho đến hiện tại, Olise đã có 13 bàn thắng và 23 kiến tạo cho Palace. Mùa giải này chứng kiến sự tiến bộ thần tốc của cầu thủ 21 tuổi với 7 bàn và 4 kiến tạo sau 16 lần ra sân tại ngoại hạng Anh. Nhà báo Romano cho biết MU đang theo sát nhân tố này. Hợp đồng của Olise có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu bảng. MU được cho là sẵn sàng kích hoạt điều khoản trên để nâng cấp hành lang phải. Bộ sậu của Quỷ Đỏ được cho là rất ấn tượng với Olise và đang đặt anh làm ưu tiên hàng đầu của phiên chợ hè. Pochettino xin thêm thời gian. Chelsea vừa có chiến thắng ấn tượng 5-0 trước West Ham. Thắng lợi thứ 4 liên tiếp tại ngoại hạng Anh giúp The Blues chiếm lấy vị trí thứ 7 của Man United. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pochettino đã nhắn nhủ tới ban lãnh đạo hãy cho mình thêm thời gian. Chúng tôi cần thời gian để mọi người tin tưởng vào quá trình này và chúng tôi đã tìm lại được những cảm xúc tốt đẹp ở Stamford Bridge. Tôi luôn nói rằng, đội bóng này là tập hợp của nhiều cầu thủ trẻ, chúng tôi cần thời gian để tập thể này trở nên hoàn hảo. Nhưng tôi không thể quyết định tương lai của mình, chiến lược gia người Argentina chia sẻ. Chelsea thể hiện sự quan tâm đến thủ thành Jan Oblak. Theo tờ AS, Chelsea được cho là đã thể hiện sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với thủ môn Jan Oblak của Atletico Madrid vào mùa hè. Bản tin tuyên bố rằng đội bóng của Tây Ban Nha sẵn sàng chia tay với thủ môn người Slovenia khi họ đang tìm kiếm một sự thay thế trẻ hơn cho người gác đền 31 tuổi này. Ngã ngũ vụ Bruno Radi. Erik ten Hag đã có bài phỏng vấn mới nhất rất dài, có nhắc đến Bruno Fernandes như một tấm gương tại Quỷ Đỏ mà bất kỳ ai cũng nên và cần noi theo. Huấn luyện viên người Hà Lan khẳng định tầm quan trọng của tiền vệ người Bồ Đào Nha với em. Cũng lúc này, cũng như tương lai rộng mở và gắn kết của anh với đội chủ sân Old Trafford, qua đó đánh bay những tin đồn gần đây về việc Bruno là ngôi sao mới nhất sẽ chia tay đội bóng hè 2024 này với cuộc đại tu nhân sự đến từ ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe. Leverkusen đưa ra thông điệp rõ ràng. Lojan Quýt là cầu thủ thăng hoa bậc nhất mùa này của Leverkusen. Phong độ khủng khiếp của tài năng trẻ khiến cả châu Âu phát cuồng. Đã có thông tin cho rằng Liverpool sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 100 triệu bảng để rước về cầu thủ người Đức. Tuy nhiên, giám đốc của Leverkusen là ông Iber đã đập tan thông tin này. Khi bạn sở hữu một cầu thủ như Lojan, bạn phải cân nhắc mọi khả năng. Chúng tôi sẽ xem xét thật kỹ, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là giữ chân Lojan. Em muốn bán Rashford. Theo El Equip của Pháp, em muốn bán Marcus Rashford cho PSG trong hè 2024 này. Tuy nhiên, việc giữ giá cao là 100 triệu bảng và kiên định trong những ngày qua chỉ là đại diện xứ sương mù đang làm giá, tờ báo của Pháp tin rằng. Chắc chắn một mức giá hợp lý sẽ được đưa ra trong các buổi thảo luận tiếp theo. Tuchel phủ nhận chuyện ở lại Bayern Munich. Thomas Tuchel và Bayern Munich sẽ đường ai nấy đi vào cuối mùa. Nhưng khi chứng kiến Xavi quay xe với Barca, kênh báo chí cũng đặt câu hỏi về khả năng thay đổi quyết định của Tuchel. Dù vậy, chiến lược gia người Đức thẳng thắn chia sẻ. Kể từ khi tôi đồng ý rời đi, Bayern Munich đã vội vàng tìm huấn luyện viên mới. Tôi cho rằng họ đã làm điều đó từ trước khi thảo luận về tương lai của tôi. Thế nên sẽ rất tệ nếu họ tìm đến tôi và mở lời cho việc ở lại. Đối với tôi, chuyện này rất rõ ràng và sẽ không có gì thay đổi, Tuchel nói với Sky Die. Bayern Munich nhắm đến Ten Hag sau khi Rangnick từ chối. Theo nhà báo Lorian Lettenbus, Bayern Munich đang quan tâm đến việc lôi kéo Erik Ten Hag rời Man U sau khi Ralf Rangnick từ chối lời đề nghị của họ. Gã khổng lồ nước Đức đã tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện của Ten Hag vào đầu tuần, tuy nhiên, họ vẫn chưa có cuộc nói chuyện trực tiếp với chiến lược gia người Hà Lan. Ten Hag mong muốn tôn trọng hợp đồng với MU có hiệu lực đến năm 2025, nhưng ông sẽ cân nhắc gia nhập đội bóng Đức nếu Quỷ Đỏ quyết định chia tay ông vào mùa hè này. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Sancho tiếp tục cho mượn. Theo báo cáo từ Bild, Dortmund rất muốn gia hạn thời gian mượn cho Jadon Sancho trong mùa giải tới. Sau những màn trình diễn xuất sắc mà tiền đạo người Anh đã thể hiện. Tuy nhiên, Bild cũng khẳng định rằng chỉ là thỏa thuận mượn, đại diện Bundesliga không muốn mua đất do vấn đề về tài chính và mức giá có thể là sẽ cao nếu muốn sở hữu Sancho chính thức lần thứ hai. West Ham chuẩn bị thay huấn luyện viên. Thảm bại 0-5 trên sân Chelsea tiếp tục chứng kiến phong độ tồi tệ của West Ham. Cộng với việc bị loại khỏi cúp châu Âu, ban lãnh đạo West Ham đã quyết định không gia hạn với huấn luyện viên David Moyes. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn mùa hè này. Chiến lược gia kỳ cựu của bóng đá Anh sẽ rời khỏi sân vận động London sau 7 năm gắn bó. Ông đã đem về cho West Ham danh hiệu Conference League mùa trước. Hiện tại West Ham đã lên danh sách những ứng viên thay thế ông thầy người Scotland. Nhà báo Romano cho biết đội bóng thành London đang đàm phán với Van Lopez Gui. West Ham muốn chuyển mình thành câu lạc bộ theo đuổi lối chơi tấn công bài bản.
tài năng trẻ chưa muốn trở về Chelsea. Omar Hutchinson là cầu thủ được Chelsea đưa về từ đội trẻ Arsenal. Anh được đem cho mượn đến Ipswich ở mùa giải này. Chân chạy cánh trẻ tuổi đã chơi rất ấn tượng với 10 bàn thắng và 6 pha kiến tạo sau 44 lần ra sân tại Champions League. Anh góp công lớn giúp đội bóng này thăng hạng, đồng thời mở ra tương lai sáng lạng tại Chelsea. Dù vậy, Hutchinson chưa muốn vội vàng trở lại Stamford Bridge. Anh chia sẻ: "Tôi hy vọng được ở lại Ipswich mùa giải tới. Tôi sẽ đợi xem người đại diện và huấn luyện viên quyết định thế nào. Nhưng vụ cho mượn này quá tuyệt, đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được." Mourinho trở lại. Trong các hội nhóm của các fan em U tại thành phố Manchester cũng như ở Anh, người ta rất tin tưởng vào việc huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ trở lại dẫn dắt câu lạc bộ. Ở thời điểm này, người đặc biệt vẫn chưa nhận lời làm việc tại đội bóng nào và cơ hội vẫn đang là rộng mở. Manu Sien tin rằng những sếp mới của Quỷ Đỏ sẽ sáng suốt lựa chọn ra thuyền trưởng mới, người đủ khả năng và nhiệt huyết để đưa em U trở lại với vinh quang ngày xưa, và Mourinho rất được ủng hộ cho lựa chọn đó. Nacho có thể chuyển đến MLS. Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano, hậu vệ Nacho của Real Madrid sẽ rời câu lạc bộ với dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải. Trung vệ người Tây Ban Nha được cho là nhận được lời đề nghị từ các câu lạc bộ La Liga khác, nhưng anh không muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu và có thể sẽ chuyển đến MLS. Thần đồng Bồ Đào Nha bị trả về PSG. Renato Sanchez hiện đang chơi cho AS Roma dưới dạng cho mượn từ PSG. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng không thể hiện được quá nhiều tại Italia. Anh thậm chí còn không kiếm nổi suất đá chính trong đội hình của huấn luyện viên Rossi. Thế nên Sanchez phải trở lại PSG cuối mùa này. Roma quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis Enrique cũng không có kế hoạch sử dụng cầu thủ từng được mệnh danh là thần đồng Bồ Đào Nha. Đội bóng nước Pháp sẽ đưa anh lên thị trường chuyển nhượng và chờ đợi những đề nghị hợp lý. Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ Osimhen từ Napoli. Chelsea đang lên kế hoạch táo bạo để chiêu mộ Victor Osimhen, ngôi sao tấn công của Napoli, nhằm gia cố hàng công cho mùa giải 2025. The Blue đang rất sốt sắng muốn có được tiền đạo người Nigeria. Theo nhà báo Gianluca Di Maggio, họ có thể đưa ra một đề nghị trị giá 77 triệu bảng Anh, cộng thêm hai cầu thủ. Một trong số đó là cầu thủ trẻ, còn cầu thủ thứ hai được cho là Romelu Lukaku, người hiện đang được cho mượn tại AS Roma của Serie A. Amza Bajani. Sofyan Amrabat đã chia sẻ qua Instagram cá nhân về việc chia tay đội chủ sân Old Trafford. "Thật buồn vì tôi đã không thành công, nhưng giấc mơ được khoác lên mình chiếc áo đỏ đã trở thành hiện thực." Arsenal tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Stuttgart. Theo Fichaje, Arsenal đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo ngôi sao xe Guirassy thuộc Stuttgart khi họ tìm cách củng cố hàng công cho mùa giải 2025. Cầu thủ này có thể sẽ được chuyển nhượng với mức phí rơi vào khoảng 17,5 triệu euro. Tuy nhiên, pháo thủ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ Premier League khác như Newcastle United và MU. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.